Hello các bạn, một cặp hàng dĩa địa. Cái này mình tháo ra vệ sinh nha. Đó, tháo ra vệ sinh thì cũng không được sạch lắm, mà cơ bản thì cũng đã vệ sinh qua rồi. Ok, hàng dĩa địa nha. Bán để nguyên zin cũng bán, hoặc là khách nào lên trọn bộ với cây ti bên mình á, chỉ bán lên trọn bộ với cây ti bên mình nha. Đó là hai cây ti thủy lực nè. Đó, thì mình mới làm, còn không thì mình để nguyên vậy bán nha. Hàng nghĩa địa cực độc luôn, bơm áp cao hai con, động cơ thì nó là ba pha một ngựa nha, ba pha một ngựa. Con này giống nhau luôn á, nhờ tem nó hơi mờ mờ à, giống nhau. Ok, một con là 1,9 triệu bao ship, nắp chụp đầy đủ, mình tháo ra vệ sinh bên trong, ốc ác đầy đủ hết, nguyên zin ha. Con này 1,9 triệu, con này 1,8 triệu nha. In out các bạn ha. Bơm áp cao, có chỉnh áp luôn nha, đặc biệt là có chỉnh áp. Nó khách nào cần những con chỉnh áp thì lấy. Đó, các bạn chỉnh áp xong các bạn khóa lại nha, khóa lại xong các bạn chụp lại ha. Có chỉnh áp đi kèm, rất là phù hợp cho nhiều dòng ti nha, chứ không phải cứ con nào cũng quất lên nha. Đó. Con này 1,9 triệu thì nó có luôn cái cặp này còn nguyên zin, con này thì họ bên tháo bên bãi họ tháo rồi. Một ngựa nha các bạn ha, điện 220 3 pha ha. Khách nào mua liên hệ mình nha.